Mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm báo trong ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Sau đây chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức nổi bật trên các báo ra ngày hôm nay, 23 tháng 9 năm 2016. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình hạn mặn được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết, tinh thần trong vụ đông xuân 2016-2017 vẫn sẽ tập trung nhất cho việc đối phó hạn mặn ở đồng bằng sông Cửu Long. Theo đó, Bộ trưởng đã chỉ đạo các cơ quan của Bộ khẩn trương thành lập các đoàn công tác và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, ra soát đánh giá lại toàn bộ tình hình để kịp thời kiến nghị chính phủ có giải pháp chỉ đạo khắc phục sớm nhất. Thông tin chi tiết có trên trang nhất Báo Nông nghiệp Việt Nam số ra hôm nay. Bài báo cho biết, hiện tại do mùa mưa ở đồng bằng sông Cửu Long vẫn chưa kết thúc nên cần tiếp tục giám sát theo dõi trên cơ sở tổng hợp tình hình mưa và dự báo dòng chảy sông Mekong. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ tổ chức hội nghị để chính phủ có giải pháp chỉ đạo đưa ra cơ cấu sản xuất phù hợp. Theo quy định tại Luật Lao động 2012, số giờ làm việc của người lao động là không quá 200 giờ một năm. Trường hợp đặc biệt mới được phép là 300 giờ một năm. Tuy nhiên, sự phát triển của xã hội đã khiến quy định về số giờ làm việc này đã trở nên không còn phù hợp. Luật lao động sửa đổi dự kiến sẽ tăng số giờ làm thêm mỗi năm của người lao động lên trên 200 giờ một năm. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là việc tăng thời gian làm thêm cần phù hợp với thực tế, tránh tình trạng lạm dụng lao động. Đề cập nội dung này, Báo Tin tức cho biết. Mặc dù luật lao động đã quy định khống chế thời gian làm thêm giờ, nhưng thực tế tình trạng làm thêm vượt quá số giờ nói trên là khá phổ biến tại các doanh nghiệp, nhất là khi có đơn hàng mang tính thời vụ cần giao gấp. Khảo sát của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho thấy, có tới 75,5% lao động phải làm thêm giờ để tăng thu nhập và cải thiện cuộc sống. Ông Vũ Quang Thọ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Công nhân Công đoàn cho rằng, không nên làm thêm quá nhiều vì ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm sinh lý của công nhân lao động. Với nhân đề tem giấy hiểm họa đang đe dọa giới trẻ, Báo Nhân dân cho biết chỉ với một lượng ma túy bằng 1/3 viên muối tạm vào một mảnh giấy nhỏ, được gọi là tem giấy, có thể sẽ khiến người dùng rơi vào trạng thái ảo giác, hoang tưởng đến vài ngày. Vậy mà loại tem giấy này lại đang được giao bán trên mạng xã hội, có thể tìm mua tại một số địa điểm mà giới buôn bán đã quy ước với nhau. Điều này đang làm dấy lên mối lo ngại từ cộng đồng, bài báo cho biết. Trên nhiều diễn đàn trên mạng, chuyện về tem giấy tẩm loại ma túy tên khoa học là LSD trong những ngày này tiếp tục nóng lên. Không chỉ bày tỏ mối lo ngại, các độc giả đề xuất nhiều biện pháp để bảo vệ giới trẻ trước hiểm họa mới. Có độc giả bày tỏ ma túy tem đang tiến công học đường. Những người làm cha làm mẹ hãy cảnh giác, sẵn sàng bảo vệ lấy mạng sống con mình trước khi quá muộn. Xã hội hãy chung tay xử lý, truy tố những kẻ buôn bán chất gây nghiện dưới mọi hình thức, nhất là những khu vực lân cận nhà trường. Nhiều người kêu gọi sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm khắc đối với các đối tượng kinh doanh tem giấy. Tuy nhiên, bên cạnh các biện pháp phát hiện, ngăn chặn và xử lý của các cơ quan chức năng, thiết nghĩ việc giáo dục tuyên truyền về tác hại của ma túy nói chung, của tem giấy nói riêng cần phải được triển khai sâu rộng, thiết thực, hiệu quả hơn nữa trong cộng đồng, đặc biệt là tại các trường học. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa điều chỉnh thông tư 30, trong đó tập trung vào những khía cạnh mà nhiều giáo viên cho là bất cập. Vậy những sửa đổi liên quan đến việc đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ theo mức ABC có làm giảm áp lực công việc với giáo viên và việc đánh giá học sinh có chuẩn xác hơn? Trả lời câu hỏi này, Báo Vĩnh Phúc cho biết, phần nhận xét cuối kỳ và cuối năm đã có sự lượng hóa theo 3 mức ABC. Nhờ đó, việc đánh giá đã bớt đi sự chung chung. Các em học sinh có cùng kết quả đánh giá là hoàn thành chương trình học tập, nhưng học sinh được xếp nhóm A đã biết lực học của mình được đánh giá tốt hơn các bạn nhóm B. Qua ý kiến đánh giá của các giáo viên tiểu học cho thấy, đa phần đồng tình với việc Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi một số quy định còn hạn chế của thông tư 30, giúp giáo viên cấp tiểu học, nhất là giáo viên dạy bộ môn phụ như âm nhạc, vẽ, thể thao, giảm tải áp lực khi phải ghi nhận xét từng học sinh vào vở và sổ theo dõi chất lượng giáo dục, hạn chế tình trạng nhận xét học sinh một cách máy móc. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Campuchia tuyên bố đình chiến chính trị là thông tin quốc tế nổi bật trên báo Lao động số ra hôm nay. Theo bài báo, căng thẳng giữa Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền và Đảng Cứu nguy Dân tộc CNRP đối lập gia tăng trong những tháng gần đây. Hôm 19 tháng 9, ông Hun Sen tuyên bố sẽ loại bỏ những người ủng hộ đối lập nếu họ biểu tình
Tuy nhiên hôm qua, ông đã có thái độ hòa giải. Động thái hòa giải của ông Hun Sen đã được phe đối lập hoan nghênh. Campuchia sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào năm 2018. Thủ tướng Hun Sen, người nắm quyền lãnh đạo Campuchia hơn 3 thập kỷ, cảnh báo rằng nếu CNRP giành chiến thắng trong năm 2018, Campuchia có thể sẽ trở lại nội chiến. Với nhân đề Mỹ lại tuyên bố tình trạng khẩn cấp, báo Quân đội Nhân dân cho biết ngày 22 tháng 9 theo giờ Việt Nam, Thống đốc bang Bắc Carolina, Pat McCrory đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở thành phố Charlotte do bất ổn liên quan tới vụ việc cảnh sát bắn chết người da đen, gây phẫn nộ dư luận. Lực lượng vệ binh quốc gia đã được điều động đến đây khi các vụ biểu tình bạo lực tiếp tục diễn ra căng thẳng. Theo cảnh sát trưởng thành phố Charlotte, Kerputny, tình hình thực địa vẫn đang rất căng thẳng khi đám đông người biểu tình ngày càng trở nên quá khích, liên tục ném chai lọ về phía lực lượng an ninh. Một cảnh sát đã bị thương và đang được điều trị tại bệnh viện. Thống đốc Pat McCrory cho biết, ông đã quyết định tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau khi đám đông nổi loạn tấn công các nhà báo và những người khác, đập phá cửa sổ và gây ra các đám cháy nhỏ. Các vụ việc trên một lần nữa thổi bùng lên làn sóng phản đối tình trạng phân biệt chủng tộc tại Mỹ sau một loạt hành động sử dụng vũ lực được cho là quá mức cần thiết của cảnh sát nhằm vào những người da màu. Mục điểm báo trong ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.